Xin chào anh Phan Kỳ Nhân. Dạ, chào chị Thuất và chào toàn thể quý đồng hương. Xin anh cho biết vì lý do gì Cộng sản bắt anh? À, thưa chị thì nói ra thì nó cũng dài dòng lắm. Tôi là ở nằm trong cái thành phần của Bộ Chỉ huy Tiền phương ra Phan Rang để mình chính lập cái tuyến trì binh ở đó để mình ngăn chặn Việt Cộng từ Phan Rang. Năm đó năm nào ạ? Năm Vâng, 75 tức là trước khi à, Việt tháng Nam 4 miền Nam. năm 75 là trong thượng tuần tháng 4 đó Vâng. thì khoảng chừng khoảng 13 14 tây tháng 4 thì chúng tôi với một cái lực lượng quân cảnh là một đại đội quân cảnh ra đó cùng với Bộ Chỉ huy Tiền phương để thành lập cái tuyến trị binh ở đó. Nhưng mà sự thật chúng tôi không ra được hết. Tôi đi cái clip đầu tiên của quân cảnh thì cái clip thứ hai máy bay không đáp xuống nữa được, thành ra cái đại đội quân cảnh của tôi cũng còn kẹt lại ở Bình Tuy, không có ra hết mà chỉ có một cái clip đầu chở khoảng trung đội với tôi đi ra trước ngoài đó. Và khi đáp xuống phi trường rồi thì từ giờ phút đó là coi như chuyến máy bay chót, không còn lên xuống gì nữa được hết, vì các cao điểm ở phi trường Phan Rang đó là coi như là bị nó chế ngự hết. Thành ra từ đó thì với cái lực lượng mà ở tại đó thì chúng tôi được biết là cái lữ đoàn dù của ông đại tá Nguyễn Thu Lương đó rút về hơn phân nửa, có lệnh trên rút về hơn phân nửa để lo vấn đề bảo vệ sợ đảo tránh lúc đó. Thế khi mà nó chiếm được thành phố thì nó bắt các anh. À, không, ở phi trường á, tại phi trường chị Thuấn như thế này là coi như cái ngày sáng ngày 17 đó, sáng ngày 17 đó là coi như mình bị nó bao vây hết rồi, máy bay không lên xuống gì được hết. Thì cả ông tướng Nghi với ông tướng Sang rồi cũng nằm ở trong cái thành phần cái bộ chỉ huy đó. Thì mở một cái con đường máu ra phi trường, thoát ra khỏi phi trường để mà tính di chuyển ra bãi biển để mà xuống tàu đi về Sài Gòn. Nhưng mà không có đi được là vì khi mình mở đường máu ra khỏi phi trường rồi tới một cái vùng, một cái khu vực đồng lúa bao la rồi nó bao quanh bởi cái quốc lộ số 1, thành ra gần 5.000 người ở một cái bãi đồng trống đó. Rồi mình tính chờ chập tối mình sẽ mở đường máu đi ra, nhưng mà Việt Cộng nó biết được cái ý định của mình, do đó chiến xa nó bari hết trên quốc lộ. Thì ngay trong đêm đó thì vừa chập tối là chỉ biết là coi như nó có một cái con suối xuyên từ quốc lộ vào trong cái đồng trống đó. Thì khi mà Việt Cộng nó nổ súng là tất cả hầu hết là của mình ai cũng vậy đều nhào xuống suối nằm hết. Nhưng mà chính vì chỗ đó mà chết nhiều là vì sao? Chiếc xe nó đậu ngay đầu con suối, nó bắn xuyên táo dài theo, bắn dài vô, cầm pháo nó cứ bắn dài vô, nó bắn dài vô. Thành ra đêm đó thì vừa chập tối thôi, giờ giấc thời lúc đó tôi không nghĩ mấy giờ, nhưng mà vừa chập tối thì bắt đầu nổ súng. Rồi mình không thể vượt qua được. Nhưng mà đối với riêng cá nhân tôi với vài ba người nữa thì bò ra tới quốc lộ chờ chiến xa nó vừa chạy qua, chúng tôi lăn qua bên kia đường là ra thoát khỏi vòng dây. Và khi tôi ra thoát khỏi vòng dây rồi tôi nằm đó chờ vài tiếng sau coi động tĩnh như thế nào. Thời vài tiếng sau tôi nghe nó bắt loa kêu tướng Nghi và tướng Sang đầu hàng. Thì nó bắt tướng Nghi và tướng Sang ngay trong đêm đó. Tôi thoát ra ngoài, tôi đi vào rừng cũng được 2 ngày, ngày sau tới ngày 18. Sáng 18 thì tôi ra tới bãi biển là Sơn Hải. Tập trung lại được đâu khoảng mười mấy anh em. Có vài ba cây súng thôi, chúng tôi đi xuôi theo bãi biển đi về Nam. Thì chúng tôi bị lọt vào phòng dùng phục kích của Việt Cộng, thì chúng tôi toàn bộ mười mấy người đó chúng tôi bị bắt ở tại đó, ở tại làng Sơn Hải ngày 18 tây. Rồi nó mang anh đi đâu ạ? Ngày 18 tây thì nói thì lúc đầu nó bắt thì nó chói gô để mình ngồi ở dưới cái nhà mát ở làng Sơn Hải đó. Thì chị Thuấn biết là ngồi đó chờ đợi thì một cái dịp mà mình không may là lúc đó một đoàn trực thăng
từ ở ngoài đi vô thẳng núi Đá Đen, bay dọc theo bờ biển để bốc hết những người còn rải rác lên máy bay đi về Sài Gòn. Thì tôi lúc đó thì tôi đã là bị bắt rồi với một số anh em khác, tại rồi mình nói số mình không mang. Thì cũng nói thêm là tôi nằm ở bãi biển đó tới 2 ngày đúng không ạ, chỉ biết là coi như mình đã trong người chỉ có bộ đồ với khẩu súng thôi, mà tối lạnh lắm, tôi phải đào lỗ ở dưới bãi cát đó, rồi mình chui dưới mình ngồi đỡ cho đỡ lạnh. Lúc đầu tôi mới ra tới bãi biển thì mình hy vọng ở xa mình nó có tàu hải quân mình đậu, tàu hải quân mình bắt đầu ở xa di chuyển vô để rước những người của mình ở trong này đi ra, nhưng mà không được, ở trên các cao điểm đó, nó bắn trọng pháo xuống tàu hải quân không dám vô, là xịt tới xịt lui rồi cũng phải đi ra xa cái tầm quả lực của nó, chứ ở trong là mình sẽ bị thiệt hại thôi. Thành ra do đó mà tôi mới quyết định là mình thôi đi bộ xuôi về Nam Nam mới bị bắt. Thời bị bắt thì nó cũng qua nhiều giai đoạn, từ đó rồi đưa về trung tâm để đưa về quân lao của mình, nhốt quân lao rồi nhốt qua trường học rồi sau hết mới đưa về trung tâm huấn luyện ở Lam Sơn. Thì từ trung tâm huấn luyện Lam Sơn mới đưa về các tổng trại 5, rồi ở trại 51, 52, 53 và giai đoạn sau cùng nó đưa về A30 rồi mới được thả trở về. Thì nói về vấn đề cộng sản thì mình thấy là thật sự thời hồi trước tôi là người chịu trách nhiệm giam giữ tù binh chiến tranh. Tất nhiên là 38.000 tù binh cộng sản đó là do sự quản lý của tôi hết, là tôi cai quản trong 6 trại giam trong 4 quân khu. Cái điều mà mình nói lên đó, là khi mình nhốt cộng sản mình áp dụng theo quy ước Geneva về quy chế tù binh, thành ra mình đối xử với thằng tù binh nó không khác gì về vật chất, nó không khác gì người lính, nhưng mà về ăn uống của nó có phần hơn, là vì nếu mình cho ăn hơi bất thường một chút là Hồng Thập Tự Quốc tế phản đối liền. Mà cái thằng Hồng Thập Tự Quốc tế nó đâu có mặt mỗi tháng hay 2-3 tháng nó ra thăm lần, nhưng mà mấy ông cố vấn Mỹ của mình đó, ở trại giam là coi từng chút việc đó. Thành ra nói thẳng là khi tôi giam giữ tù binh nói cộng sản thì mình đối xử một cách hết sức là theo quy ước Geneva, và về vật chất quần áo 52 bộ rồi xà bông kem đánh răng hoàng chải này kia rồi đầy đủ hết, nó đầy đủ không khác gì người lính. Và cái phần gạo của nó, sau phần gạo của lính Việt Nam Cộng Hòa mình bớt bớt đi mấy gram, nhưng mà nó vẫn giữ nguyên, tù binh vẫn giữ nguyên. Thời đấy là một cái điều bất công. Rồi khi rồi cộng sản nó bắt lên mình, cộng sản là nó đấu rồi, nó áp dụng luật rừng đâu có quy chế tù binh gì, thành ra chỉ biết là nói tới cái quy chế của cộng sản giam giữ những người lính Việt Nam Cộng Hòa mình thời khác nào mình nói rồi, gần như là con thú, như con thú ăn. Thì lúc đầu ăn thì đâu có được ăn gạo, mà có ăn gạo đi nữa là cái loại gạo mốc. Khi mà cộng sản chiếm được miền Nam, tất cả gạo mốc của nó ở trong một khu này kia đưa ra cho tù binh ăn, mốc lên xanh hết đóng cho tù binh ăn. Mà hết cái phần gạo đó rồi rồi tới đó bắt đầu là khoai mì. Và khoai mì không phải là khoai mì, cũng lấy khoai mì của miền Nam mình, lúc đó chưa trồng khoai mì, lấy khoai mì của người dân mà họ có, họ nuôi, họ sắt lát rồi họ bỏ ra sân đất để phơi khô đó, đó mình lấy khoai mì lại nấu ăn, nhưng mà đâu được no, nhiều lắm là người được một chén lát khoai mì. Rồi kéo dài tình trạng giam giữ nó cho đến khi mà bắt đầu thăm nuôi, thì lúc đó gia đình mình mới 3 tháng mới đi thăm một lần. Gia đình tôi tới 6 tháng sau mới biết là tôi còn sống, chứ lúc đầu là tưởng tôi đã chết rồi. Còn nói về cái chính sách của nó thì mình khỏi nói rồi. Trong mấy năm ở tù tôi chứng kiến 2 vụ. Một vụ thứ nhất có một thiếu úy thiếu quân lục nhảy dù, tôi không nhớ tên, bị lâu quá rồi cũng không nhớ tên, rất kiên cường, mỗi lần tập họp trước sân để đi làm lao động ở trong rừng thì thằng đó đứng lên là kêu tên Hồ Chí Minh là chữ. Ngày hôm sau thiếu úy đó được kêu đi làm riêng. Thì tụi này biết đây cái bản án tử hình là đối với thiếu úy rồi rồi, thì đi vô chừng vài tiếng sau nghe súng nổ, bảo vệ đi về nó tù binh chạy bắn chết rồi đó. Đó là một hình thức. Nhưng mà còn hình thức thứ hai nó rất dã man nữa,
là những người trốn trại bắt về. Thì đó 5 người bị bắt, có 3 người nhốt riêng bị cùng ở trong cái nhà cùng bằng tranh. Chỉ biết là chỉ cần một tàn thuốc thôi, thì tối nó quăng một cái tàn thuốc vô nhà tranh nó đốt, đốt nhà tranh mà đâu có chữa, đốt xong rồi khi mà cháy hết rồi đem ra thì như 3 cái con heo quay dính đó ở là trong mấy cùng. Người trốn trại, Mấy người trốn trại nó bắt lại được, tức là nó sửa tử nó trái giết bằng một cách đó. Thành ra trong đó có một trung tá mà tôi cũng lâu quá thời gian thành ra mình cũng không nhớ tên. Và đó là những cái hình thức mà